Thưa quý vị, bên cạnh quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, trong thời gian qua, việc chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ giáo viên, nhân viên được ngành giáo dục thành phố, đặc biệt là công đoàn ngành chú trọng, qua đó động viên cán bộ giáo viên, nhân viên nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, yên tâm công tác, giữ vững phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp. Để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ nhà giáo, người lao động, nhất là sau dịch COVID-19, các công đoàn cơ sở đã có nhiều giải pháp thiết thực. Nhiệm kỳ 2017-2022, các công đoàn cơ sở trực thuộc đã đóng góp quỹ mái ấm công đoàn trên 1,26 tỷ đồng, từ đó hỗ trợ xây nhà cho 8 trường hợp, sửa chữa 26 trường hợp là nhà giáo, người lao động với tổng giá trị 755 triệu đồng. Triển khai và xét đề nghị quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động cho hơn 167 hồ sơ vay vốn với tổng giá trị giải ngân trên 4,8 tỷ đồng, tổ chức các chương trình Tết sum vầy trao hỗ trợ cho hơn 900 đoàn viên khó khăn. Tôi cảm thấy sự hỗ trợ của công đoàn ngành là rất kịp thời và chu đáo để động viên chúng tôi trong lúc khó khăn. Và mong rằng trong thời gian sắp tới thì công đoàn ngành sẽ tiếp tục đồng hành cùng với người lao động chúng tôi. Tính đến đầu năm học 2022-2023, toàn thành phố có gần 21.500 đoàn viên công đoàn là cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động ngành giáo dục. Trong đó, công đoàn ngành giáo dục thành phố có 39 công đoàn cơ sở trực thuộc. Với hơn 3.000 đoàn viên, từ năm 2018 đến nay đã thành lập mới 7 công đoàn cơ sở và phát triển 434 đoàn viên. Các phong trào thi đua đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về nội dung và hình thức, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia hưởng ứng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành. Từ những phong trào thi đua này đã góp phần tạo không khí thi đua ngay từ đầu năm học, qua đó góp phần cho toàn thể đoàn viên công đoàn, đặc biệt là những đoàn viên công đoàn trẻ tuổi có cơ hội để giao lưu, trao đổi, rèn luyện bản thân, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nhà giáo, nghiệp vụ, chuyên môn. Có thể nói trong nhiệm kỳ qua, công đoàn ngành giáo dục thành phố đã tập hợp được sức mạnh của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động trong toàn ngành và đã có nhiều hình thức, biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động công đoàn. Thì có một điều rất là đặc biệt, đó là công đoàn ngành giáo dục đã chú trọng đến việc đổi mới và tập trung các nguồn lực để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, văn hóa, thể lực của lực đội ngũ giáo viên trong toàn ngành. Thì chúng tôi cũng cảm nhận được cái tình cảm và một cái sự trân trọng của các nhà giáo đối với công đoàn ngành. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới công đoàn ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên, trong đó quan tâm đến quyền lợi vật chất, tinh thần. Việc thực hiện chế độ chính sách, tiếp tục phối hợp, nghiên cứu, đề xuất về chế độ chính sách, nâng cao phúc lợi cho cán bộ giáo viên, nhân viên, đổi mới phương thức hoạt động công đoàn, theo hướng lấy đoàn viên, người lao động là trung tâm.